tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Tuấn Liêm xin kính chào quý vị. Trong bản tin sáng của ngày 9 tháng 8 năm 2022, mời quý vị theo dõi các tin chính sau đây. Ủy ban giao thông của Hạ viện tổ chức cuộc họp khẩn vì sự chậm trễ của sân bay. Bộ giáo dục cho biết sẽ không bắt buộc đeo khẩu trang ở các trường học tại Ontario vào mùa thu này. Một người chết sau hai vụ xả súng liều lĩnh trên 21 ở Burnaby, tỉnh BC. Đợt điều chỉnh nhà ở tại Toronto có thể là tác động lớn nhất trong nửa thế kỷ qua. Virus West Nile được phát hiện ở những con mũi Toronto đầu tiên của năm 2022. Cảnh sát Montreal điều tra một thi thể được tìm thấy trong thùng rác. Đồng đô la mạnh lên khi giá dầu phục hồi. Ukraine và Nga thay phiên đổ lỗi cho nhau trong vụ pháo kích nhà máy hạt nhân trong bối cảnh báo động thảm họa toàn cầu. Hoa Kỳ gửi thêm 4,5 tỷ đô la cho Ukraine. Trung Quốc mở rộng các cuộc tập trận quân sự xung quanh Đài Loan sau chuyến thăm của Pelosi. FBI đột kích vào một dinh thự của cựu tổng thống Donald Trump ở Florida. Và nhiều bản tin khác trong phần tin chi tiết, mời quý vị chú ý theo dõi. Và sau đây Hoàng Anh sẽ mở đầu với bản tin Canada. Cảnh sát RCMP Saskatchewan phát hành cảnh báo Amber Alert cho bé gái 7 tuổi và bé trai 8 tuổi. Một cảnh báo Amber đã được Shanavan RCMP đưa ra vào tối thứ hai cho hai bé, Luna Potts 7 tuổi và Hunter Potts 8 tuổi. Cả Luna và Hunter Potts đều được cho là ở cùng với Benjamin Martin Moore, 50 tuổi, ở East End, Saskatchewan. Ông Moore được mô tả là cao 5 feet 10 inch, nặng 200 pound với mái tóc đen Họ có thể đang đi trên chiếc Chevy Equinox 2015 màu xanh đậm, biển số xe CGC 2492 của Alberta. Mẹ của hai đứa trẻ này là Leah Potts 45 tuổi được cho là đang đi cùng chúng. Cảnh báo lưu ý rằng họ có thể đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Công chúng được hướng dẫn nếu bạn nhìn thấy Luna Hunter, Leah Potts hoặc là Benjamin Martin Moore hoặc có thông tin về nơi ở của họ, hãy gọi cho 911 ngay lập tức hoặc là số 1877 762 6237. Cập nhật sẽ được phát hành trên trang web cảnh báo của tỉnh Saskatchewan là saskalert.ca. Ủy ban giao thông của Hạ viện tổ chức cuộc họp khẩn vì sự chậm trễ của sân bay. Ủy ban Giao thông của Hạ viện đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào thứ Hai để thảo luận xem có nên tiến hành một cuộc điều tra về sự chậm trễ của sân bay và các chuyến bay bị hủy hay không. Các hãng hàng không và sân bay đã phải chật vật với lượng du lịch tăng vọt trong mùa hè này, kết hợp với tình trạng thiếu nhân sự ảnh hưởng đến các hãng vận tải và các cơ quan liên bang. Điều đó dẫn đến tình trạng hủy chuyến, hành lý bị chậm trễ và xếp hàng dài trên diện rộng. Trong đó, sân bay quốc tế Pearson của GTA là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ông John Kradek là người đứng đầu chương trình quản lý hàng không của Đại học McGill cho biết các hãng hàng không đã tích cực tăng cường lịch trình các chuyến bay của họ khi du lịch bắt đầu trở lại nhưng họ lại không lưu tâm đến tình trạng thiếu lao động của chính mình. Ông cho biết các sân bay cũng phải chịu trách nhiệm về sự chậm trễ này vì họ đã không giới hạn số lượng chuyến bay để phù hợp với khả năng của họ. Một phần của vấn đề là các sân bay không có quyền ra lệnh cho các hãng hàng không giảm lượng chuyến bay các sân bay khác trên thế giới đã yêu cầu các hãng hàng không cắt giảm chuyến bay sân bay heathrow của vương quốc anh đã yêu cầu các hãng hàng không ngừng bán vé cho các chuyến bay mùa hè vì sân bay này giới hạn số lượng hành khách mỗi ngày chúng ta đang chờ giải pháp nào được đề xuất từ ủy ban giao thông vận tải để bảo đảm trong thời gian tới khi đất nước đối mặt với khủng hoảng ngành này sẽ hạn chế được tình trạng gián đoạn ở sân bay Cơ quan lập pháp Ontario hoạt động trở lại, bầu lại Chủ tịch Hạ viện ông Ted Arnott và giới thiệu ngân sách. Các chính trị gia cấp tỉnh đã trở lại cơ quan lập pháp của tỉnh Ontario vào thứ Hai, lần đầu tiên kể từ khi đảng PC Ontario được bầu lại một chính phủ đa số trong cuộc bầu cử vào tháng 6. Các đảng đối lập có kế hoạch gây sức ép với chính phủ để có thêm giải pháp cho cuộc khủng hoảng nhân sự ngành y tế và tăng tỷ lệ thanh toán hỗ trợ người khuyết tật các MPP đã bầu lại ông Ted Arnott làm chủ tịch Hạ viện. Ông Arnott là một người bảo thủ cấp tiến, đại diện cho khu vực Wellington Houghton Hills, đã từng là chủ tịch Hạ viện trong 4 năm trước đó. Vào thứ ba sẽ có một bài phát biểu nhậm chức, sẽ phát thảo chương trình nghị sự của chính phủ bảo thủ cấp tiến. Tiếp theo là ngân sách, dự kiến sẽ không thay đổi nhiều so với trước cuộc bầu cử. Điều mục mới duy nhất mà Thủ hiến Đức Ford báo hiệu sẽ nằm trong ngân sách là mức tăng 5% đối với chương trình hỗ trợ người khuyết tật Ontario. Ontario Disability Support Program vốn đã giữ nguyên kể từ năm 2018 ở mức tối đa là 1.169 đô la một tháng cho một người, cho các nhu cầu cơ bản và nơi ở. Lãnh đạo đảng xanh, ông Mike Schreiner nói rằng, ông Ford cần phải tăng gấp đôi con số đó để người khuyết tật không phải sống trong tình trạng nghèo đói do quy định của pháp luật. Đảng Tự do và Đảng Đối lập NDP cũng đã kêu gọi chính phủ tăng các khoản đó và cả ba đảng cũng kêu gọi Thủ hiến Ford bãi bỏ luật hạn chế tiền lương để giảm bớt tình trạng thiếu nhân viên y tá, điều mà đã khiến các phòng cấp cứu tạm thời đóng cửa vào mùa hè này. Các nhóm y tá và các chính trị gia đảng đối lập đã kêu gọi chính phủ bãi bỏ dự luật 124, là luật giới hạn mức tăng lương đối với y tá và các nhân viên khu vực công khác ở mức 1% mỗi năm trong 3 năm. Một phần luật khác mà chính phủ đã ra hiệu rằng sắp được ban hành là luật Strong Mayor, tạm dịch là thị trưởng nhiều quyền. Thủ hiến Ford cho biết chính phủ của ông đang hướng tới một hệ thống với nhiều quyền lực hơn trong tay các thị trưởng ở Toronto và Ottawa trước cuộc bầu cử thành phố được lên kế hoạch vào tháng 10. Khả năng chi trả, chăm sóc sức khỏe và giáo dục là ba vấn đề dự kiến sẽ chiếm ưu thế trong các cuộc tranh luận Bộ Giáo dục của tỉnh cho biết khẩu trang sẽ không phải là bắt buộc ở các trường học tại Ontario vào tháng 9 này. Bộ cho biết hầu hết các yêu cầu về sức khỏe và an toàn cho năm học sắp tới sẽ không thay đổi từ cuối năm học 2021-2022, bao gồm cả việc tự nguyện sử dụng khẩu trang. Chính phủ cũng sẽ cung cấp khẩu trang chất lượng cao miễn phí cho học sinh và cung cấp khẩu trang N95 cho nhân viên nếu mà họ muốn sử dụng các hội đồng trường học sẽ tiếp tục nhận được các xét nghiệm kháng nguyên nhanh để sử dụng theo hướng dẫn xét nghiệm của tỉnh. Tin tức được đưa ra vài ngày sau khi Giám đốc Y tế của tỉnh cho biết đợt thứ 7 của COVID-19 ở Ontario đã đạt đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, việc quy định về khẩu trang được dỡ bỏ trong các trường học vào năm ngoái, thì Liên đoàn Giáo viên Tiểu học Ontario đã gọi động thái này là quá sớm và nói rằng quyết định này sẽ một lần nữa khiến cho các học sinh có nguy cơ bị gián đoạn trong việc học trực tiếp. Vào cuối tháng trước, Bộ trưởng Giáo dục Stephen Leche đã cam kết sẽ giữ 2 triệu học sinh của Ontario được học ở trong lớp trong năm học này. Và ông nói, chúng tôi đã triển khai hơn 100.000 bộ lọc F3 độc lập cho các lớp học và không gian học tập, và đồng thời tăng cường dọn dẹp và tiếp tục cung cấp các xét nghiệm kháng nguyên nhanh. hai người đàn ông chết trong một vụ sập rảnh ở công trường tại Ajax. Thi thể của hai người đàn ông mất tích đã được kéo ra từ một rảnh bị sập tại một công trường xây dựng ở Ajax, cảnh sát xác nhận vào sáng ngày thứ ba. Các đội cấp cứu đã được gọi đến địa điểm trên đường Rosslyn, gần với đường Westney ngay trước trưa ngày thứ hai. Cảnh sát vùng Turon cho biết bốn công nhân thi công đã rơi xuống sảnh khi nó bị sập. Một công nhân được vận chuyển bằng máy bay đến Bệnh viện Toronto trong khi một công nhân khác được đưa đến bệnh viện địa phương ở Durham. Ngoài ra còn có hai công nhân khác không được thông báo và cảnh sát tin rằng họ đã bị mắc kẹt ở bên trong. Cảnh sát Durham xác nhận hai người đàn ông được tìm thấy đã chết vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng thứ ba sau một chiến dịch cứu hộ quy mô. Hai công nhân khác bị thương thì bị gãy xương nhưng đang trong tình trạng ổn định. Cơ quan y tế đưa ra lệnh sau khi tìm thấy 42 giường trong một căn nhà ở thị trấn Banff. Dịch vụ y tế Alberta đã ban hành một lệnh chống lại chủ sở hữu một ngôi nhà ở thị trấn Banff của Alberta sau khi hơn 40 giường và nệm được tìm thấy bên trong. Dịch vụ y tế cho biết một cuộc kiểm tra tại 321 Squirrel Street đã phát hiện ra các tình trạng đang hoặc là có thể gây thương tích hoặc là nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng. Cơ quan cũng cho biết sức chứa tối đa 16 người của ngôi nhà đã bị vượt quá vì 42 giường và nệm đã được tìm thấy trong căn nhà đó và một người thuê nhà đang ngủ trong một căn phòng dưới tầng hầm không có cửa sổ. Chủ nhân của ngôi nhà đã được yêu cầu sửa chữa nhiều lần, loại bỏ giường và đệm thừa và chứa không quá 16 người thuê. Darren Ant, giám đốc kế hoạch và phát triển của thị trấn Banff cho biết, thị trấn có một tỷ lệ lớn lao động trẻ trong lĩnh vực dịch vụ và dân số hộ gia đình của họ có xu hướng cao hơn một hộ gia đình trung bình ở tỉnh Alberta. Ông cho biết Cơ quan đã nhận được một số khiếu nại về ngôi nhà và một nhóm đại diện cho nhiều cơ quan bao gồm công nhân của thị trấn, sở cứu hỏa và dịch vụ y tế đã đến thăm ngôi nhà nhiều lần trong 3 năm qua. Liên quan đến tình hình bất động sản, đợt điều chỉnh nhà ở Toronto có thể có tác động lớn nhất trong nửa thế kỷ qua, một báo cáo mới của ngân hàng RBC cảnh báo. Một đợt điều chỉnh nhà ở, vốn đã dẫn đến 4 tháng giảm giá liên tiếp trên thị trường của khu vực đại đô thị Toronto GTA, đã quá nóng từ trước đây, có thể trở thành một trong những thay đổi lớn nhất trong nửa thế kỷ qua. Dữ liệu mới được công bố bởi hội đồng bất động sản khu vực Toronto vào tuần trước tiết lộ rằng, giá chuẩn trung bình cho một ngôi nhà trong GTA đã giảm 6% so với tháng trước xuống còn 1.074.754 đô la. Doanh số bán nhà cũng đã giảm đáng kinh ngạc 47% so với tháng 7 của năm 2021. Trong một báo cáo được công bố vào ngày 4 tháng 8, nhà kinh tế cấp cao của ngân hàng RBC cho biết, dữ liệu gần đây từ các hội đồng bất động sản nhấn mạnh rằng lãi suất cao hơn đang bắt đầu gây ra thiệt hại lớn trên thị trường. Nhà kinh tế cũng cho rằng với những đợt tăng sắp tới, giá có thể sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tiếp theo Cần lưu ý rằng dự đoán đó đi ngược lại với một báo cáo từ Royal LePage vào tháng trước, đưa ra một viễn cảnh tươi sáng hơn cho người bán. Trong đó, giá trị ít nhiều sẽ được giữ nguyên trong phần còn lại của năm sau một số sụt giảm trong quý thứ hai. Nhà kinh tế của RBC nói rằng, tiên đoán của chúng tôi về việc tăng thêm 75 điểm lãi suất nữa của Ngân hàng Canada sẽ tiếp tục làm lạnh thị trường trong những tháng tới. Chúng tôi tiên đoán suy thoái sẽ gia tăng và lan rộng hơn nữa khi người mua kiên nhẫn chờ đợi trong khi xác định tác động của lãi suất cho vay cao hơn. Các thị trường có giá cả kém phải chăng nhất của Canada là Vancouver và Toronto và các khu vực xung quanh sẽ chịu rủi ro cao nhất. Ngân hàng Trung ương Canada đã tăng lãi suất cho vay qua đêm thêm 225 điểm cơ bản kể từ tháng 3 và họ cảnh báo rằng việc tăng thêm nữa sẽ là cần thiết do lạm phát vẫn ở mức cao gần 40 năm. Ngân hàng RBC chỉ ra rằng việc điều chỉnh nhà ở hiện đang lan rộng khắp Canada, nhưng nói rằng nó đặc biệt rõ rệt ở các thị trường đắt đỏ hơn như là Toronto và Vancouver. Trên thực tế thì nhà kinh tế của RBC nói rằng hoạt động bán lại nhà ở Toronto đang có tốc độ chậm nhất trong 13 năm, nếu không tính những ngày đầu của đại dịch Covid-19. Ông lưu ý rằng kho dự trữ nhà sẵn có cũng tăng 58% so với một năm trước. Trong khi ngân hàng ABC cho rằng các căn hộ ở Toronto vẫn sẽ ổn định hơn, giá ở những nơi khác sẽ tiếp tục giảm trong thời điểm hiện tại, đặc biệt là ở vành đai 905, nơi giá trị bất động sản đã tăng vọt trong thời kỳ đại dịch. Dữ liệu tháng 7 từ Hiệp hội Bất Động Sản cho thấy giá trung bình của một ngôi nhà trong đại tiêu thị Toronto đã tăng 1% so với tháng 7 của năm 2021. Thị trưởng Montreal nói các biện pháp liên bang để kiểm soát bạo lực súng là chưa đủ. Thị trưởng Montreal bà Valerie Plant lần đầu tiên nói chuyện với các phóng viên vào sáng Chủ nhật kể từ vụ xả súng khiến một người tử vong ở Montreal vào tuần trước. Phát biểu cùng Giám đốc An ninh Công cộng của thành phố, thị trưởng Plant nhấn mạnh rằng vụ việc chỉ là một vụ cá biệt và người dân Montreal không nên sợ hãi. Cảnh sát đã giết chết nghi phạm 26 tuổi vào sáng thứ Năm sau khi anh ta bị cáo buộc đã bắn chết ba người đàn ông trong vòng 24 giờ. Hội đồng đánh giá sức khỏe tâm thần của Quebec cho biết nghi phạm là một nguy cơ đáng kể đối với an toàn công cộng nhưng anh ta đã được xuất viện dưới một số điều kiện nhất định. Bà Plon đã kêu gọi chính phủ tỉnh cải thiện quy trình theo dõi những người mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Hôm thứ Sáu, chính phủ Canada đã công bố lệnh cấm nhập khẩu súng ngắn bắt đầu từ tháng này một ngày trước đó, thì Bộ trưởng An toàn Công cộng ông Marco Mendicino đã công bố gần 42 triệu đô la cho việc ngăn chặn bạo lực súng ở tỉnh Quebec. Thị trưởng Plon cho biết bà đã đích thân cảm ơn ông Mendicino vì khoản đầu tư này, nhưng nói rằng chỉ như vậy là chưa đủ và bà muốn chính phủ liên bang tiến xa hơn nữa để kiểm soát bạo lực súng đạn. West Nile được phát hiện ở những con bưởi Toronto đầu tiên trong năm 2022. Hôm thứ Hai, Bộ Y tế Công cộng Toronto cho biết họ đã phát hiện kết quả dương tính với virus West Nile ở những con mũi đầu tiên của năm 2022 trong thành phố Toronto. Bộ Y tế Công cộng cho biết thêm họ đã xác nhận là có 5 đàn mũi ở Toronto đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus này. Những con mũi này đến từ các địa điểm ở Atobico, North York và khu vực phía Tây của thành phố Toronto. Chúng là những con mũi đầu tiên có kết quả xét nghiệm dương tính với virus trong thành phố trong năm nay virus West Nile là một bệnh nhiễm trùng truyền sang người qua vết đốt của một con mũi bị nhiễm bệnh. Theo Bộ Y tế Công cộng cho biết, vào năm 2021, có tổng cộng 20 đàn mũi đã dương tính với West Nile được báo cáo. Tuy nhiên, đơn vị y tế cho biết, nguy cơ bị nhiễm West Nile ở Toronto hiện đang ở mức thấp. Tuy nhiên, họ vẫn khuyên công chúng nên tránh bị mũi đốt bằng cách mặc quần áo màu sáng, quần dài và áo sơ mi dài tay khi ra ngoài và nên thoa thuốc chống côn trùng có chứa tiết hoặc icaridin. Các triệu chứng của virus West Nile thường xuất hiện 2 cho tới 14 ngày sau khi bị mũi nhiễm bệnh đốt. Các triệu chứng bệnh bao gồm sốt, đau đầu, buồn nôn, nôn, đau nhức cơ thể, phát ban trên da và sưng các tuyến bạch huyết. Ontario tin vào chiến lược vắc sinh đầu mùa khỉ nhưng mà một số người tin rằng nó vẫn chưa đủ. Bác sĩ hàng đầu của Ontario cho biết chiến lược tiêm phòng bệnh đậu mùa khỉ hiện tại của tỉnh đang có hiệu quả và các trường hợp nhiễm virus dường như là đang chững lại. Nhưng mà một số nhân viên trong các trạm tạm trú nói rằng chương trình tiêm chủng nên được mở rộng để phục vụ cho các cộng đồng một cách tốt hơn. Giám đốc y tế là tiến sĩ Kieran Moore cho biết, tỉnh đã tiêm vắc sinh cho hơn 20.000 người chống lại bệnh đậu mùa khỉ cho đến nay, và nhóm ưu tiên là những người đồng tính nam, song tính và những người đàn ông có quan hệ tình dục đồng giới đáp ứng các tiêu chí nhất định. Nhưng đối với một số người thì chiến lược tiêm chủng của tỉnh không đủ để bảo vệ cho những người sống trong những môi trường có nguy cơ cao như là nơi tạm trú cho người vô gia cư, đặc biệt là khi một số trường hợp đậu mùa khỉ đã được xác nhận gần đây ở một số người sống trong nơi tạm trú ở Toronto. Cảnh sát Montreal điều tra một thi thể được tìm thấy trong thùng rác cảnh sát Montreal đang điều tra khi một nhân viên vệ sinh đã tìm thấy một thi thể ở trong thùng rác vào sáng ngày thứ hai. Vụ việc xảy ra tại khu phố Hocalaga Mission -e của thành phố, gần với góc đường Adam và Latino Avenue. Cái chết của người này đã được xác nhận tại hiện trường ngay sau đó. Đó là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, theo nguồn tin của Radio Canada. Cảnh sát Montreal cho biết họ đã nhận được một cuộc gọi 911 ngay trước 9 giờ sáng. Cả nhà điều tra sẽ cố gắng xác định hoàn cảnh đằng sau cái chết của người đàn ông đó. Còn bây giờ thì cái chết được cho là đáng ngờ. Một thi thể được vớt từ sông Saint Lawrence ở đầu phía đông của Montreal. Thi thể của người đàn ông đã được vớt lên từ sông Saint Lawrence hôm thứ hai và được cho là một người bơi lội đã chết đuối vào chiều thứ sáu ở ô Montreal. Thi thể được nhìn thấy khoảng 11 giờ sáng dưới sông gần đại lộ PieIX được lực lượng bảo vệ bờ biển trục vớt, thi thể được đưa trở lại bờ tại công viên Bellerif và được xác định là đã chết tại hiện trường. Nạn nhân có thể là một người đàn ông đi bơi ở vùng nước phía sau Habitat 67 vào chiều thứ Sáu và bị dòng nước cuốn trôi. Văn phòng điều tra hiện đã tiếp nhận cuộc điều tra. Trong một bản tin lạc quan hơn, tỉnh Quebec đã phá kỷ lục thế giới về số lượng cây được trồng trong 24 giờ. Đối với hầu hết người dân Quebec, Mùa hè có nghĩa là chúng ta có thể trồng một khu vườn khiêm tốn với rau hoặc thậm chí là hoa. Nhưng đối với cư dân Quebec là Antoine Moss, 23 tuổi, mùa hè này có nghĩa là anh ta phải trồng cây trên khắp Canada. Mùa hè năm nay đặc biệt hơn một chút khi Moss phá kỷ lục thế giới về số lượng cây trồng trong 24 giờ. Trước đó, người nắm kỷ lục là Kenny Chaplin, lập kỷ lục vào năm 2001 với 15.170 cây. Moss đã trồng 1.000 cây mỗi giờ, cho biết rằng tôi đã trồng được 23.060 cây trong 24 giờ. Cứ 3,5 giây tôi lại trồng một cái cây nên nó đi được khoảng 16 cây một phút, Moss chia sẻ. Moss cho biết động lực của anh ấy để làm điều này đến từ ước mơ của cuộc đời là được giữ kỷ lục và để tưởng nhớ một người thân yêu của anh ấy. Bắt đầu từ khi mới 17 tuổi, Moss đã nghĩ rằng đó sẽ là một công việc tốt vào mùa hè Bây giờ, 6 năm sau, anh ấy vẫn làm công việc đó và chịu trách nhiệm trồng hơn 1 triệu cây trên khắp Canada. Tại tỉnh BC, trận cháy rừng Kimios Creek nằm cách Penticton 21 km về phía tây nam, hiện có diện tích ước tính là 5.903 ha, mặc dù con số đó dự kiến sẽ tăng lên vào tối thứ hai khi quy trình ước tính mới được hoàn thành. BC Wildfire cho biết không có cấu trúc nào bị ngọn lửa làm hư hại trong đêm chủ nhật và các điều kiện đang có lợi cho họ, đặc biệt là ở các khu vực gần nhà ở nhất. Vào chiều thứ hai vẫn còn một số lo ngại về một số cấu trúc dọc theo Green Mountain Road về phía bắc. Các đội đang tuần tra trong 24 giờ để bảo đảm các khu vực vẫn được bảo vệ và ngọn lửa không bùng phát. Nghi phạm bị bắt sau khi trộm xe cảnh sát rồi tông xe ở North York một người đàn ông đã bị bắt sau khi ăn trộm một chiếc xe của cảnh sát ở đường John, rồi dẫn tới một cuộc rượt đuổi và kết thúc bằng một vụ tai nạn ở North York. Cảnh sát cho biết các nhân viên đã phản ứng với một vụ đột nhập tại một cơ sở kinh doanh trên đường John, ngay ở phía bắc của Lawrence vào khoảng 4 giờ 20 phút sáng hôm thứ Hai. Trong lúc cảnh sát khám xét nơi bị đột nhập, thì một nghi phạm đã nhảy vào một chiếc xe SUV của cảnh sát và lái đi với hai con chó nghiệp vụ ở phía sau xe một cuộc rượt đuổi cảnh sát đã xảy ra và sau đó kết thúc bằng một vụ tai nạn ở Lawrence và Kew Street khi chiếc suv bị đánh cắp đã đâm vào một biển báo một cây và rồi đâm vào đèn đường cảnh sát cho hay nam nghi phạm đã thoát ra khỏi xe suv nát bét sau khi va chạm và đã cố gắng đột nhập vào các xe khác ở trong khu vực các nhân viên đã đến hiện trường ngay sau đó và bắt giữ nghi phạm anh ta được đưa đến bệnh viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng các nhân viên y tế cho biết một người thứ hai cũng đã được đưa đến bệnh viện do vụ va chạm. Hai con chó nghiệp vụ trong chiếc xe SUV bị trộm không bị hay hấn gì trong vụ va chạm. 93% nhân viên Go Transit ủng hộ đình công nếu mà không đạt được thỏa thuận. Công đoàn đại diện cho 2.200 nhân viên điều hành xe buýt Go Transit, nhân viên nhà ga, nhân viên bảo trì nhà máy và đội xe nhân viên an toàn vận tải và các nhân viên văn phòng cho biết các thành viên của họ đã bỏ phiếu và 93% ủng hộ cho việc đình công nếu cần thiết. Trong một thông báo được đưa ra vào đầu ngày thứ hai, Hiệp hội vận chuyển Amalgamated, gọi tắt là ATU Local 1587, đã báo cáo cơ quan tỉnh Metrolinx đã từ chối đàm phán về các vấn đề quan trọng, bao gồm an ninh việc làm, tiền lương và cải thiện sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Chủ tịch Công đoàn Rob Cormier cho biết số người đi bỏ phiếu đình công là lớn nhất trong lịch sử của họ. Ông cáo buộc Metrolin đã phá vỡ các cuộc đàm phán kể từ khi họ bắt đầu vào tháng 4. AGU cho biết các thành viên của họ đã làm việc theo hợp đồng hết hạn kể từ ngày 1 tháng 6, không có thời hạn đình công nào được đưa ra. Anne-Marie Akin, là người phát ngôn chính của Metrolin, cho biết các cuộc đàm phán với Công đoàn vẫn tiếp tục và họ tiếp tục hy vọng về một giải pháp hợp lý. Bà Akin cho biết một cuộc đình công sẽ không xảy ra trong tương lai gần và MetroLink sẽ cập nhật cho khách hàng nếu có thông tin cập nhật để chia sẻ. Cơ quan vận chuyển cũng cảnh báo với khách hàng rằng họ cần phải hủy một số chuyến tàu Go và Up Express trong tuần này do thiếu nhân sự. Khách hàng nên lập kế hoạch trước và kiểm tra lịch trình của các chuyến tàu. Vận động viên chạy đường mòn 80 tuổi tại Saskatchewan tiếp tục phá vỡ các kỷ lục mới về chạy bộ. Tuổi tác chỉ là một con số đối với vận động viên chạy bộ đường mòn Carol Lafayette Boy đến từ Virginia. Vào đầu tháng này, bà đã phá kỷ lục thế giới mới và đồng thời là người phụ nữ 80 tuổi chạy nhanh nhất thế giới. Đây là kỷ lục thế giới thứ 13 của bà Lafayette Boy cho đến nay. Bà đã về đích trong 34,90 giây trong cuộc đua 200m đánh bại kỷ lục thế giới trước đó gần nửa giây. Thật là hài lòng khi biết rằng mình có thể làm tốt hơn ở độ tuổi của mình so với tuần trước, bà Lafayette boy chia sẻ. Bà lớn lên ở Rose Town, hiện sống ở Regina, và đã lên chức bà Cố. Bà cũng là một người rất được yêu mến trong cộng đồng Điền kinh. Trước khi sang tuổi 50, bà Lafayette tôi và chồng nghĩ rằng những người già chỉ có thể chạy những cuộc đua đường dài như là chạy marathon khi phát hiện ra rằng những người cao tuổi hơn vẫn có thể chạy điên kinh, thì bà đã đăng ký tham dự và giành chiến thắng trong hai cuộc đua đầu tiên là 100m và 200m. Bà Lafayette Boy tiết lộ rằng bà sẽ không dừng lại. Bà nhận thấy rằng bản thân sẽ còn phải thi đấu trong nhiều thập kỷ tới. Đồng đô la Canada mạnh lên khi giá dầu phục hồi, Đồng đô la Canada tăng giá so với đồng đô la Mỹ vào thứ hai khi giá dầu tăng và các nhà đầu tư tiếp tục đặt cược vào một đợt tăng lãi suất lớn khác của ngân hàng Canada, mặc dù dữ liệu việc làm của Canada gây thất vọng vào tuần trước. Giá dầu thô, một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Canada, đã phục hồi từ mức thấp nhất trong 6 tháng mà nó đã chạm mức vào thứ sáu khi dữ liệu kinh tế tích cực từ Trung Quốc và Hoa Kỳ nuôi hy vọng về nhu cầu giá dầu thô Mỹ giao sau tăng gần 2% ở mức 90,76 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đồng đô la Canada giao dịch cao hơn 0,5% ở mức 1,2860 so với đồng bạc xanh, tương đương 77,76 san Mỹ. Vào hôm thứ Sáu, thì đồng Luni đã chạm mức thấp nhất trong ngày trong hơn 2 tuần sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế Canada giảm việc làm trong tháng thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, thị trường tiền tệ cho thấy khoảng 2 phần 3 khả năng Ngân hàng Trung ương Canada sẽ tiếp tục tăng lãi suất lên 3 phần 4 điểm phần trăm trong tháng 9. Đồng đô la Mỹ đã giảm giá so với rổ tiền tệ chính, đảo ngược lại một số lợi nhuận mà nó đã đạt được sau báo cáo việc làm bom tấn của Mỹ hôm thứ Sáu. Khi các nhà đầu tư xem xét dữ liệu làm phát vào thứ Tư tới đây, để có thêm manh mối về các bước tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang, Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Xin quý vị tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách bấm like mỗi khi xem chương trình và chia sẻ chương trình này trên mạng xã hội để giúp phổ biến chương trình này đến nhiều người hơn. Nếu quý vị vẫn chưa đăng ký kênh thì xin quý vị hãy đăng ký bằng cách bấm vào nút subscribe bên dưới và chọn nút chuông all để nhận được thông báo khi chúng tôi phát hành video mới. Sau đây chúng tôi xin lượt qua một số các bản tin thế giới đáng chú ý sáng nay. Ukraine và Nga thay phiên đổ lỗi cho nhau trong vụ pháo kích vào nhà máy hạt nhân trong bối cảnh báo động thảm họa toàn cầu. Mỹ tìm cách thu giữ máy bay trị giá 90 triệu Mỹ Kim do nhà tài phiệt Nga sở hữu. Hoa Kỳ gửi thêm 4,5 tỷ đô la cho Ukraine. Trung Quốc mở rộng các cuộc tập trận quân sự xung quanh Đài Loan sau chuyến thăm của Pelosi. Dự báo lạm phát tiêu dùng ở Mỹ giảm đáng kể. FBI đột kích vào dinh thự của cựu tổng thống Trump ở Florida. Mỹ và châu Âu bắt đầu thử nghiệm vắc xin phòng bệnh Lyme lần đầu tiên sau 20 năm. Chính phủ Việt Nam giảm một nửa thuế nhập khẩu ưu đại đánh vào xăng. Tây Ban Nha thông báo công nhận lại hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam. Và sau đây Hoàng Anh mở đầu về bản tin chi tiết. Liên quan cuộc chiến Ukraine và Nga, Kiev và Moscow đã đổ lỗi cho nhau về vụ pháo kích cuối tuần vào khu phức hợp hạt nhân Zaporizhia của Ukraine, trong bối cảnh quốc tế báo động rằng cuộc chiến giành quyền kiểm soát nhà máy của họ có thể gây ra thảm họa. Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, đã gọi bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào một nhà máy hạt nhân đều là hành động tự sát. Ông đã yêu cầu các thanh sát viên hạt nhân của Liên Hiệp Quốc được quyền tiếp cận, Zaporizhia là khu phức hợp lớn nhất thuộc kiểu này ở châu Âu. Các lực lượng của Nga đã chiếm giữ khu vực miền nam Ukraine, có Zaporizhia vào tháng 3, khi điểm này đã bị tấn công mà không có thiệt hại cho các lò phản ứng của nó. Khu vực này bao gồm cả thành phố Kherson, hiện là mục tiêu của một cuộc phản công của Ukraine. Ukraine đổ lỗi cho Nga về các cuộc tấn công cuối tuần xung quanh khu phức hợp vẫn đang được điều hành bởi các kỹ thuật viên Ukraine. Ukraine cho biết ba cảm biến bức xạ đã bị hư hỏng và hai công nhân bị thương do mảnh đạn. Người đứng đầu công ty điện hạt nhân nhà nước Ukraine, Enerco Atom, cho biết đến sáng thứ hai thì nhà máy dường như vẫn đang hoạt động. Ông cho biết 500 binh sĩ Nga và 50 thiết bị máy móc hạng nặng bao gồm xe tăng, xe tải và xe bộ binh, bọc thép đã có mặt tại địa điểm này. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tấn công của Ukraine đã làm hỏng các đường dây điện phục vụ nhà máy và buộc nhà máy này phải giảm sản lượng của hai trong số 6 lò phản ứng để ngăn chặn sự gián đoạn. Mỹ tìm cách thu giữ máy bay trị giá 90 triệu đô la Mỹ do nhà tài phiệt Nga sở hữu. Các công tố viên liên bang ở Manhattan hôm thứ Hai cho biết, một thẩm phán đã cho phép các công tố viên Mỹ thu giữ một chiếc máy bay Airbus trị giá 90 triệu đô la Mỹ thuộc sở hữu của nhà tài phiệt người Nga Andrei Scott. Ông Scott, một thành viên của Duma Quốc gia, Hạ viện của Quốc hội Nga, ban đầu đã bị Bộ Tài chính Mỹ xử phạt vào năm 2018 vì bị cáo buộc có quan hệ với các nhóm tội phạm có tổ chức của Nga. Các khoản thanh toán bằng đô la Mỹ cho việc đăng ký và bảo hiểm máy bay tiếp tục được thực hiện từ năm 2018 đến năm 2021, bất chấp các lệnh trừng phạt, các công tố viên cho biết. Ông Scott, một tỷ phú và là thành viên của Đảng nước Nga thống nhất ủng hộ ông Putin, đã sở hữu chiếc máy bay thông qua các công ty vỏ bọc và sự tin tưởng người bạn đời của mình. Chiếc máy bay hiện đang ở Kazakhstan và đại sứ quán Kazakhstan tại Mỹ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Kể từ khi Nga bắt đầu cái mà họ gọi là hoạt động quân sự đặc biệt, Washington đã tìm cách gây áp lực buộc tổng thống Vladimir Putin phải dừng chiến dịch quân sự bằng cách đóng băng và tịch thu tài sản thuộc về những người Nga giàu có. Hoa Kỳ đã gửi thêm 4,5 tỷ đô la cho Ukraine. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cho biết, Mỹ sẽ cung cấp thêm 4,5 tỷ đô la Mỹ cho chính phủ Ukraine. Nâng tổng hỗ trợ ngân sách kể từ cuộc xâm lược hồi tháng 2 của Nga lên 8,5 tỷ đô la Mỹ. Cơ quan Phát triển Quốc tế USAID cho biết, khoản tài trợ này được phối hợp với Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông qua Ngân hàng Thế giới sẽ chuyển đến chính phủ Ukraine theo từng đợt, bắt đầu với khoản giải ngân 3 tỷ đô la Mỹ vào tháng 8. Washington cũng đã cung cấp hàng tỷ đô la hỗ trợ quân sự và an ninh Pentagon đã công bố gói viện trợ vũ khí trị giá 1 tỷ đô la Mỹ vào thứ hai. Nhìn chung thì Hoa Kỳ đã đóng góp hơn 18 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong năm nay. Các quỹ ngân sách mới nhằm giúp chính phủ Ukraine duy trì các chức năng thiết yếu bao gồm hỗ trợ xã hội và tài chính cho dân số nghèo ngày càng gia tăng, trẻ em khuyết tật và hàng triệu người phải di dời trong nước khi chiến tranh kéo dài. Các quan chức Ukraine ước tính Nước này phải đối mặt với khoản thâm hụt tài chính 5 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng, tương đương 2,5% tổng sản phẩm quốc nội trước chiến tranh do chi phí chiến tranh và nguồn thu từ thuế sụt giảm. Các nhà kinh tế nói rằng, điều đó sẽ làm tăng thâm hụt hàng năm của Ukraine lên 25% GDP so với 3,5% trước khi xung đột xảy ra. Ngân hàng thế giới ước tính rằng, 55% người Ukraine sẽ sống trong cảnh nghèo đói. Vào cuối năm 2023, do hậu quả của chiến tranh và số lượng lớn người phải di tản so với 2,5% trước khi bắt đầu chiến tranh, cơ quan phát triển quốc tế USAID cho biết, hỗ trợ ngân sách của Hoa Kỳ đã cho phép chính phủ Ukraine giữ khí đốt và điện chảy đến các bệnh viện, trường học và cơ sở hạ tầng quan trọng khác và cung cấp nguồn cung cấp nhân đạo cần thiết khẩn cấp cho người dân. Các quỹ cũng đã chi trả cho nhân viên y tế, giáo viên và các công chức khác việc bơm tiền mới cho Ukraine diễn ra khi cuộc chiến kéo dài sang tháng thứ Sáu, với hàng triệu người Ukraine phải di dời và các nhà chức trách cảnh báo về khả năng thiếu khí đốt vào mùa đông. Trung Quốc mở rộng các cuộc tập trận quân sự xung quanh Đài Loan sau chuyến thăm của bà Pelosi. Hôm thứ Hai, Trung Quốc cho biết mở rộng cuộc tập trận quân sự xung quanh Đài Loan, đồng thời làm gia tăng đáng kể lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc xung đột trong khu vực quan trọng đối với thương mại toàn cầu các cuộc tập trận sẽ bao gồm các cuộc tập chống tàu ngầm dường như là nhắm mục tiêu vào hỗ trợ của hoa kỳ đối với đài loan trong trường hợp trung quốc xâm lược đài loan các cuộc tập trận còn liên quan tới các cuộc tấn công tên lửa máy bay chiến đấu và di chuyển tàu qua đường eo biển đài loan là phản ứng đối với chuyến thăm của chủ tịch hạ viện hoa kỳ nancy pelosi tới hòn đảo tự trị vào tuần trước Trung Quốc đã phớt lờ những lời kêu gọi xoa dịu căng thẳng và không có dấu hiệu khi nào chấm dứt. Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm Chủ nhật cho biết họ đã phát hiện tổng cộng của 66 máy bay và 14 tàu chiến đang tiến hành các cuộc tập trận hải quân và không quân. Hòn đảo này đã đáp trả bằng cách quân đội trong tình trạng báo động và triển khai tàu, máy bay và các thiết bị để giám sát máy bay tàu và máy bay không người lái của Trung Quốc đang mô phỏng một cuộc tấn công vào đảo Đài Loan. Trong khi đó, thì hãng thông tấn trung ương chính thức của Đài Loan đưa tin quân đội Đài Loan sẽ tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật ở phía nam của huyện Bình Đông vào ngày thứ ba và ngày thứ năm để đáp trả các cuộc tập trận của Trung Quốc. Các cuộc tập trận sẽ bao gồm các tay súng bắn tỉa, xe chiến đấu và xe bọc thép, cũng như trực thăng tấn công. Chính quyền Biden và Pelosi nói rằng Hoa Kỳ vẫn cam kết với chính sách một Trung Quốc mở rộng sự công nhận ngoại giao chính thức đối với Bắc Kinh, trong khi cho phép các mối quan hệ không chính thức và quan hệ quốc phòng với Đài Bắc. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã chỉ trích hành động của Bắc Kinh ở eo biển Đài Loan. Tổng thống Đài Loan Thái Hành Văn đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy ủng hộ Đài Loan dân chủ và ngăn chặn mọi leo thang tình hình an ninh khu vực. Nhóm bảy quốc gia công nghiệp phát triển cũng đã chỉ trích hành động của Trung Quốc, khiến cho Bắc Kinh phải hủy cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Vương Nghị và người đồng cấp Nhật Bản là Yoshimasa Hayashi. Trong chuyến thăm Myanmar, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc ông Vương Nghị cho biết Washington đang tận dụng cơ hội để tăng cường triển khai quân sự trong khu vực, điều đáng được đề cao cảnh giác và kiên quyết tẩy chay từ tất cả các bên. Trong khi đó, thì Ngoại trưởng Australia Penny Wong kêu gọi hãy hạ nhiệt căng thẳng. Dự báo lạm phát tiêu dùng ở Mỹ giảm đáng kể Triển vọng của người tiêu dùng đối với lạm phát đã giảm đáng kể trong tháng 7, trong bối cảnh giá xăng giảm mạnh và ngày càng có nhiều niềm tin rằng giá thực phẩm và nhà ở đang tăng nhanh cũng sẽ giảm xuống trong tương lai. Cuộc khảo sát hàng tháng của Cục Dự trữ Liên bang New York về kỳ vọng của người tiêu dùng cho thấy những người được hỏi kỳ vọng lạm phát sẽ tăng với tốc độ 6,2% trong năm tới và 3,2% trong 3 năm tới. Tính đến tháng 6, Giá thực phẩm đã tăng 10,4% trong năm qua theo cục thống kê lao động. Dù vẫn được kỳ vọng sẽ tăng 6,7% trong 12 tháng tới, nhưng đó là mức giảm 2,5 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát hồi tháng 6, là mức giảm lớn nhất trong chuỗi dữ liệu tính từ tháng 6 năm 2013. Tương tự như vậy, những người được hỏi về giá khí đốt đã tăng 60% trong năm qua chỉ tăng với tốc độ 1,5% trong năm tới, giảm đi 4,2 điểm phần trăm so với tháng 6, mức giảm hàng tháng lớn thứ hai trong lịch sử của cuộc khảo sát. Giá xăng thông thường đã giảm đi 67 xe một galon trong tháng qua, mặc dù vẫn cao hơn 87 xe so với một năm trước. Giá cả hàng hóa nói chung cũng đang giảm đáng kể. Cuối cùng là giá nhà dự kiến sẽ tăng 3,5% từ mức 4,4% của tháng 6, mức tăng dự kiến thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2020. Đó là các kết quả đạt được khi phép tăng lãi suất một cách mạnh mẽ để giảm lạm phát đang ở mức cao nhất trong hơn 40 năm. Vào năm 2022, Ngân hàng Trung ương đã tăng lãi suất chuẩn 4 lần với tổng cộng 2,25 điểm phần trăm và giá trị thị trường cho thấy mức tăng 0,75 điểm phần trăm lần thứ ba liên tiếp trong tháng 9, theo dữ liệu của CME Group Cuộc khảo sát của Fed tại New York cũng cho thấy tăng trưởng chi tiêu hộ gia đình tổng thể trong năm tới dự kiến sẽ hạ nhiệt xuống còn 6,9%. Đó cũng là một con số tương đối cao trong thời gian dài hơn nhưng thấp hơn rất nhiều so với kết quả 9% cao kỷ lục hồi tháng 5. Mức giảm 1,5 điểm phần trăm hàng tháng là mức giảm lớn nhất trong lịch sử của cuộc khảo sát người tiêu dùng cũng lạc quan hơn về giá của cổ phiếu trong một tháng khi chứng kiến chỉ số S&P 500 tăng 9%, với 34% hiện nay đang kỳ vọng là cao hơn trong 12 tháng tới. Nghiên cứu kết nối các hiểm họa khí hậu với 58% các bệnh truyền nhiễm Một nghiên cứu cho biết các hiểm họa khí hậu như là lũ lụt, sóng nhiệt và hạn hán đã làm trầm trọng, trọng hơn một nửa trong số hàng trăm bệnh truyền nhiễm đã được biết ở người, bao gồm sốt rét, hantavirus, dịch tả và bệnh than. Theo một nghiên cứu được tuyên bố trên tạp chí Nature Climate Change hôm thứ Hai, các nhà nghiên cứu đã xem xét tài liệu y tế của các trường hợp mắc bệnh và phát hiện ra rằng 218 trong số 375 bệnh truyền nhiễm ở người đã biết chiếm 58%, dường như trở nên tồi tệ hơn do một trong mười loại thời tiết khắc nghiệt liên quan tới biến đổi khí hậu. Nghiên cứu đã chỉ ra có 1.006 con đường từ các mối nguy hiểm từ khí hậu đến người bệnh. Trong một số trường hợp, những trận mưa như trút nước và lũ lụt khiến con người bị bệnh do mũi, chuột và hư mang bệnh truyền nhiễm. Có những đại dương ấm lên và những đợt nắng nóng làm hư hải sản và những thứ khác mà chúng ta ăn và hạn hán mang đến những con dơi mang virus lây nhiễm sang người các bác sĩ lần đầu đã kết nối bệnh tật với thời tiết, nhưng nghiên cứu này đã cho thấy mức độ ảnh hưởng của khí hậu đối với sức khỏe con người. Các bác sĩ nói rằng họ cần phải coi những căn bệnh này như là những triệu chứng của một trái đất bị bệnh. Ngoài việc xem xét bệnh truyền nhiễm, các nhà nghiên cứu đã mở rộng tìm kiếm của họ để xem xét tất cả các loại bệnh tật của con người, bao gồm các bệnh không lây nhiễm như là hen suyễn, dị ứng, và thậm chí là vết cắn của động vật để xem chúng có thể mắc bao nhiêu căn bệnh liên quan đến các nguy cơ khí hậu theo một cách nào đó, bao gồm cả các bệnh truyền nhiễm. Họ đã tìm thấy tổng cộng có 286 trường hợp ốm đau duy nhất và 223 trường hợp trong số đó dường như là trở nên tồi tệ hơn do các hiểm họa khí hậu. 9 trường hợp giảm bớt do các hiểm họa khí hậu và 54 trường hợp có cả trầm trọng và giảm thiểu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, FBI đột kích dinh thự Trump ở Florida. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, dinh thự của ông ở Florida đã bị FBI đột kích và các đặc vụ đã phá két sắt. Ông Trump cho biết trong một tuyên bố rằng Mar-a-Lago ở Palm Beach đã bị chiếm đóng bởi một nhóm gồm nhiều đặc vụ FBI. Cuộc khám xét được cho là có liên quan đến cuộc điều tra về cách ông Trump xử lý các giấy tờ, tài liệu chính thức của Nhà Trắng. Việc giám sát thực thi pháp luật đối với ông Trump diễn ra ngày càng gắt gao khi ông chuẩn bị cho cuộc tranh cử tổng thống lần thứ ba vào năm 2024. Theo CBS News là đối tác của BBC tại Mỹ, ông Trump đang ở tháp Trump tại thành phố New York vào thời điểm xảy ra cuộc đột kích được báo cáo hôm thứ Hai. Đây là thời kỳ đen tối đối với quốc gia của chúng ta, tuyên bố của ông Trump bắt đầu. Ông nói rằng, ông đã hợp tác với tất cả các cơ quan chính phủ có liên quan và vì vậy, cuộc đột kích không báo trước vào nhà của tôi là không cần thiết hoặc là không thích hợp. Ông Trump nói rằng, điều này có nghĩa là cơ quan tố tụng đã có hành vi sai trái và vũ khí hóa hệ thống tư pháp để ngăn cản ông tranh cử vào Nhà Trắng một lần nữa. Ông nói, một cuộc tấn công như vậy chỉ có thể xảy ra ở các quốc gia hư hoại thuộc thế giới thứ ba. Đáng buồn thay, Mỹ giờ đây đã trở thành một trong những quốc gia đó tham nhũng ở mức độ chưa từng thấy trước đây họ thậm chí còn đột nhập vào két sắt của tôi. Eric Trump là con trai lớn thứ hai của cựu tổng thống nói với Fox News rằng việc FBI thực hiện lệnh khám xét dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump có liên quan đến cuộc điều tra về cách ông Trump xử lý hồ sơ của cục lưu trữ quốc gia. Vào tháng 2 thì cục lưu trữ quốc gia là cơ quan chính phủ Hoa Kỳ Quản lý việc bảo quản hồ sơ tổng thống đã yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra ông Trump về hành vi xử lý các giấy tờ của Nhà Trắng. Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ cho biết họ đã thu được 15 hộp từ Mar-a-Lago, một số trong số đó chứa các hồ sơ mật. Các tổng thống Hoa Kỳ được yêu cầu theo luật phải chuyển tất cả thư từ, tài liệu công việc và email đến Cục Lưu trữ Quốc gia. Nhưng các quan chức nói rằng cựu tổng thống đã xé rách trái phép nhiều tài liệu. Một cố vấn cấp cao của ông Trump ở Palm Beach nói với CBS với điều kiện giấu tên rằng cuộc đột kích của các đặc vụ liên bang vào dinh thự Mar-a-Lago là về hồ sơ tổng thống. Một quan chức thực thi pháp luật giấu tên nói với CBS rằng cơ quan mật vụ đã được thông báo ngay trước khi lệnh được tống đạt vào khoảng 10 giờ và các đặc vụ bảo vệ ông Trump đã giúp các điều tra viên FBI một số hộp đã được mang đi, nguồn tin cho biết thêm rằng không có cửa nào bị phá và cuộc đột kích đã kết thúc vào cuối buổi chiều. Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng đã nói rằng khu West Wing không được thông báo về cuộc đột kích của FBI vào nhà của ông Trump. Ông Biden cam kết trong chiến dịch tranh cử tại Nhà Trắng của mình rằng ông sẽ không tham gia vào các công việc của Bộ Tư pháp. Tổng thống và gia đình ông cũng đang chờ xem liệu các công tố viên liên bang sẽ truy tố con trai ông là Hunter Biden về tội trốn thuế hay các cáo buộc liên bang khác. Ngoài cuộc điều tra của Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ, một ủy ban tuyển chọn của Hạ viện Hoa Kỳ đang điều tra các hành động của ông Trump xung quanh cuộc bạo động ở Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi một đám đông những người ủng hộ ông gây ra bạo loạn tại Quốc hội khi các nhà lập pháp nhóm họp để chứng nhận chiến thắng bầu cử của ông Biden. Bộ Tư pháp Mỹ đang xem xét thách thức của ông Trump đối với kết quả bầu cử tổng thống năm 2020. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết ông có ý định quy trách nhiệm cho tất cả mọi người. Và một công tố viên ở Fulton County, Georgia cũng đang điều tra xem liệu ông Trump và các cộng sự của ông có cố gắng can thiệp vào kết quả bầu cử năm 2020 của bang này hay không. Mỹ và châu Âu bắt đầu thử nghiệm vaccine phòng bệnh Lyme đầu tiên sau 20 năm các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm hàng ngàn tình nguyện viên ở Hoa Kỳ và Châu Âu để thử nghiệm loại vaccine tiềm năng đầu tiên chống lại bệnh Lyme trong 20 năm, với hy vọng chống lại mối đe dọa do bọ chét gây ra. Bệnh Lyme là một vấn đề ngày càng gia tăng, nhất là khi các ca mắc đang gia tăng và thời tiết ấm lên để giúp bọ ve mở rộng môi trường sống. Trong khi vaccine dành cho chó đã có từ lâu, vaccine Lyme duy nhất dành cho người đã bị rút khỏi thị trường Mỹ vào năm 2002 do thiếu nhu cầu, khiến mọi người phải phụ thuộc vào thuốc xịt bọ và kiểm soát bọ ve. Hiện Pfizer và công ty công nghệ sinh học Pháp Veniva đang hướng tới mục tiêu phát triển một loại vaccine mới để bảo vệ cả người lớn và trẻ em dưới 5 tuổi khỏi các chủng Lyme phổ biến nhất ở hai lục địa. Tần suất tấn công của bệnh Lyme hiện vẫn chưa được làm rõ. Theo trích dẫn hồ sơ bảo hiểm từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho thấy, có 476.000 người được điều trị Lyme ở Mỹ mỗi năm, trong khi đó thì con số mắc bệnh Lyme mỗi năm ở châu Âu rơi vào khoảng 130.000 ca. Bọ ve chân đen hay còn gọi là bọ ve hưu mang vi khuẩn gây bệnh Lyme. Nhiễm trùng ban đầu gây ra mệt mỏi, sốt và đau khớp. Dấu hiệu đầu tiên thường thấy là phát ban một vùng màu đỏ trên da với kích thước to bằng mắt bò. Điều trị bằng thuốc kháng sinh sớm là rất quan trọng, nhưng mọi người có thể khó nhận biết được họ có bị bọ ve cắn hay không. Bệnh Lyme nếu không được điều trị có thể gây viêm khớp nặng và làm tổn thương tim và hệ thần kinh. Một số người có các triệu chứng kéo dài ngay cả sau khi điều trị. Liên quan đến Việt Nam, Chính phủ Việt Nam giảm một nửa mức thuế nhập khẩu ưu đãi đánh vào xăng. Chính phủ Việt Nam loan báo hôm 8 tháng 8 rằng họ vừa đưa ra quyết định giảm một nửa mức thuế nhập khẩu ưu đãi đánh vào xăng trong bối cảnh nhiều người dân và doanh nghiệp kêu than về những khó khăn trong đời sống, sản xuất, kinh doanh do giá xăng dầu tăng cao trong nhiều tháng nay. Thông qua cổng thông tin điện tử chính thức, Chính phủ Việt Nam cho biết họ mới ban hành một nghị định giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi MFN từ mức 20% xuống 10% đối với mặt hàng xăng không pha trì, có chỉ số hiệu năng nhiên liệu RON dưới 100 và xăng cho động cơ đốt trong của máy bay, có hoặc không pha cồn SNO. Tuy nhiên thì theo VOA, bước đi mới nhất này của chính phủ sẽ ít có tác động đến giá xăng vì lâu nay Việt Nam nhập hầu hết xăng dầu từ các nước đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do FTA với Hà Nội. Đồng nghĩa là chúng đã được áp dụng mức thuế xuất nhập khẩu FTA thấp hơn so với mức thuế xuất nhập khẩu ưu đãi MFN. Các động thái giảm thuế ở Việt Nam trùng vào thời điểm giá dầu thô thế giới liên tục sụt giảm, đưa giá xăng RON95 ở Việt Nam về khoảng 25.600 đồng một lít. Trong những ngày này, thấp hơn đáng kể so với lúc xăng có giá cao kỷ lục tới gần 33.000 đồng vào gần cuối tháng 6. Trước khi có những diễn biến kể trên, báo chí Việt Nam đưa tin rằng giá xăng ở trong nước cao một cách không tương xứng với thu nhập trung bình của người dân vì phải chịu cánh nặng thuế và phí khá lớn. Các báo dẫn lời một số chuyên gia nói rằng tùy theo thời điểm, tổng tiền thuế và phí đã chiếm từ 44% tới 64% giá bán xăng dầu. Giá xăng Việt Nam bao gồm cả thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và một số loại phí khác. Chính vì gánh nặng đó, Việt Nam, nước nhập rồng, dầu thô, với lượng nhập khẩu riêng trong quý 1 2022 là 1,9 triệu tấn, cao gấp 3,2 lần lượng xuất khẩu là 590.000 tấn. Bị ảnh hưởng nặng nề vì giá dầu thế giới tăng cao trong nửa đầu năm nay, do sự mất cân bằng về cán cân cung cầu nói chung và đặc biệt là do tác động từ cuộc chiến nga xâm lược ukraine sau những phản ứng từ dư luận và hai động thái giảm thuế lần lượt của ủy ban thường vụ quốc hội và chính phủ đến nay bộ tài chính nói rằng so với nhiều nước tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu của việt nam thấp hơn mức bình quân chung trên thế giới bộ lưu ý rằng chỉ ngoài trường một số quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn mới có tỷ trọng thuế thấp hơn Tây Ban Nha thông báo công nhận lại hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam. Trong một diễn biến mới về cuốn hộ chiếu Series P mà Việt Nam mới cấp vào tháng 7 năm 2022, Đại sứ quán Tây Ban Nha vừa đảm ngược quyết định và thông báo chấp nhận mẫu hộ chiếu này. Cụ thể là vào ngày 8 tháng 8 thì Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam thông báo các cơ quan trung ương có thẩm quyền của Tây Ban Nha đã quyết định công nhận trở lại hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam. Theo thông tin trên trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam, sau khi hoàn thành các tham vấn kỹ thuật bắt buộc với cơ quan trung ương thẩm quyền của Tây Ban Nha, các cơ quan này đã quyết định công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam có bìa xanh tím thang, vì quyển hộ chiếu này đã bao gồm các thông tin cần thiết theo quy định quốc tế. Thông báo còn nhấn mạnh rằng nơi sinh là thông tin bắt buộc đối với thị thực Schengen. Vì vậy, giải pháp xử lý là những người xin thị thực mang hộ chiếu mới bìa xanh tím thang phải nộp chứng minh thư căn cước công dân còn hiệu lực để chứng minh nơi sinh. Theo đó, kể từ ngày hôm nay, Đại sứ quán này sẽ tiếp nhận trở lại đơn xin thị thực của những người mang hộ chiếu mới và có chứng minh thư hay là căn cước công dân còn hạn. Điều đáng chú ý, kênh của Đại sứ quán nhấn mạnh, theo quy định của khối Schengen, thị thực được cấp trên hộ chiếu mới sẽ không có giá trị để nhập cảnh vào vùng lãnh thổ của các nước thành viên Schengen, mà ở đó, hộ chiếu mới không được chấp nhận. Một quả bom trong Thế chiến thứ hai được tìm thấy khi hạn hán làm nước rút ở con sông tại Ý. Các đợt nắng nóng quét qua châu Âu vào mùa hè này không chỉ mang lại nhiệt độ cao kỷ lục hay là các cánh đồng bị cháy xém. Tại vùng nước khô hạn ở sông Po của Ý đang chảy xuống thấp đến mức phát hiện ra một quả bom trong chiến tranh thế chiến thứ hai bị nhấn chìm trước đó. Các chuyên gia quân sự đã tiến hành một vụ nổ có kiểm soát vào ngày Chủ nhật đối với quả bom nặng 1.000 pound tức là gần 500 kg, được phát hiện vào ngày 25 tháng 7 gần ngôi làng phía bắc Pogo, Vercilio, gần thành phố Mantua. Khoảng 3.000 người sống gần đó đã được di tản cho hoạt động xử lý quả bom. Không phận của khu vực đã bị đóng cửa và việc điều hướng dọc theo đoạn đường thủy đó cũng như là giao thông trên tuyến đường sắt và đường bộ gần đó đều đã bị tạm dừng. Tháng trước thì Ý đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với các khu vực xung quanh sông Po, con sông dài nhất của nước này. Nó chiếm khoảng 1 phần 3 sản lượng nông nghiệp của Ý và đang chịu trận hạn hán tồi tệ nhất trong 70 năm. Sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Hôm nay một gia kim bằng 0,7778 Mỹ Kim và đã được 0,7625 đồng euro. Một gia kim đổi được 18.120 đồng Việt Nam và một Mỹ Kim đổi được 23.306 đồng Việt Nam. Còn đối với thị trường giá dầu, giá dầu thô WTI là 90.76 Mỹ Kim một thùng, giá dầu thô Brent 96.49 Mỹ Kim một thùng. Và sát cùng là giá vàng hôm nay là 1.789.48 Mỹ kim một ounce. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay trên kênh Culture Channel. Rất cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi bản tin trên kênh Culture Channel. Ngoài các bản tin được phát hành hai lần mỗi ngày, Culture Channel còn có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần mời quý vị đón theo dõi tuấn liêm xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và an lành xin chân thành cảm ơn và thân ái chào tạm biệt